cây bồ đề và bài thuyết pháp đầu tiên không lời mà Đức Phật dạy cho trời và người. Cây bồ đề hay còn gọi là cây đề, cây giác ngộ là một biểu tượng quan trọng của Phật giáo. Theo lịch sử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền nhập định 49 ngày và đắc đạo dưới cội cây bồ đề. Sau khi thành đạo, Ngài rời khỏi tòa ngồi dưới gốc cây bồ đề, đi được một đoạn đường ngắn khoảng 20 mét. Ngài đứng yên bất động như thế trong một tuần lễ, chỉ để nhìn cây bồ đề. Điều này nói lên ý nghĩa gì? Hãy cùng Mua Bán Nhanh tìm hiểu nhé! Theo truyền thuyết Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật ngồi dưới cội cây bồ đề để thuyết Kinh Hoa Nghiêm, nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Còn sự thật lịch sử, bài thuyết pháp đầu tiên không lời mà Đức Phật dạy cho loài người và trời là bài học của lòng biết ơn qua hình ảnh Ngài đứng nhập định, nhìn cây bồ đề suốt một tuần, nhằm biểu lộ lòng biết ơn đối với cây bồ đề đã che chở mưa nắng cho Ngài trong suốt thời gian tu tập. Ngài dạy cho chúng ta, khi một người thành công được cái gì trong cuộc đời này, điều đầu tiên phải nghĩ tới không là tương lai mà chính là lui lại quá khứ, nhìn lại những ân nghĩa mà chúng ta đã thọ nhận để có kết quả như ngày hôm nay. Nếu nói rộng, ở trong cuộc sống này, chúng ta thấy cái ân nghĩa mà ta phải chịu giữa cuộc đời này quá nhiều, từ hình hài do cha mẹ sinh, ăn miếng cơm thuộc về người nông dân, quần áo mặc nhờ công của người thợ dệt, thợ may, đặt chân trên đường đi, công lao thuộc về những người làm đường, ta sống trong những ngày bình yên là nhờ ơn các chiến sĩ ngoài biên cương ngày đêm giữ gìn. Nghĩa là mỗi bước chân đi, mỗi sự sống trôi qua là chúng ta sống trên ân nghĩa không biết của bao nhiêu người. Do đó, sống trên cuộc đời mà chúng ta không nhìn thấy mối tương quan ân nghĩa đó, cứ mãi tiếp tục đi tìm ích lợi riêng tư thì thật không xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên, từng giờ từng phút trong cuộc sống phải xét hết những mối tương quan để thấy cái ân nghĩa mà chúng ta thọ nhận của cuộc đời rất là nhiều. Từ đó mới thấy trách nhiệm phải làm gì trong cuộc sống này để bù đắp lại, nếu không muốn mình là người vô ơn. Chúng ta nguyện suốt đời còn lại sẽ sống vị tha một cách trọn vẹn vì người khác, để đền đáp ân nghĩa của bao nhiêu người trong cuộc đời mà mình đã thọ nhận. Đầu tiên là cha mẹ, người đã cho chúng ta hình hài, đã nâng niu, che chở, đỡ đần, nuôi dưỡng mình từ những hơi thở đầu tiên của cuộc sống. Sau đó mới đến những ân nghĩa khác nối tiếp trong cuộc đời. Cùng trở lại với cây bồ đề nhé. Hiện tại, người ta có thể chiêm ngưỡng một cây bồ đề rất lớn tại chùa Đại Bồ Đề, tại Bồ Đề Đạo Tràng, thuộc bang Bihar của Ấn Độ. Đây là con của cây bồ đề mà ngày xưa Phật đã ngồi thiền định 49 ngày, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cùng chung với số phận thăng trầm của lịch sử, cây bồ đề cũng đã nhiều lần bị chặt đốt, thiêu hủy do thiên tai và do những người muốn xóa tan vết tích của nó. Nhưng trải qua bao nguy khốn, dòng dõi hậu duệ của cây bồ đề vẫn không tuyệt diệt, mà vẫn tiếp tục bám trụ và đâm chồi nảy lộc tại chính gốc cây bồ đề nguyên thủy 2600 năm về trước. Ngày nay, Bồ Đề Đạo Tràng là điểm dừng chân của những người hành hương, là tụ điểm quan trọng nhất trong 4 khu vực thiêng liêng đối với những người theo đạo Phật. Nếu không có sự giác ngộ dưới gốc bồ đề thì chúng ta không có Đức Phật, không có một tôn giáo cao đẹp đã tồn tại hơn 2500 năm, và những giáo lý của Phật đã làm thay đổi thế giới, thay đổi lịch sử, thay đổi cuộc đời của biết bao con người. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, muabannhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.